Vâng, chào các bạn. Ở trong video này mình sẽ nêu ra một số bài học rất là hay được đúc rút trong cuốn sách Làm chủ nghịch cảnh, tác giả Bob Bibon. Đây là sách của nhà sách Bitbook, sách dành cho doanh nhân. Nếu các bạn có thể là yêu thích và có điều kiện có thể mua ở trên Tiki hoặc ở trên trang web của mình, tùy các bạn. Và bây giờ mình xin tóm tắt một số bài học rất là hay trong cuốn sách này, để cho các bạn có thể áp dụng vào mình, áp dụng cuộc sống trong kinh doanh của mình tốt hơn, đẹp đẽ hơn. Mời các bạn xem video. Xuất phát điểm của bạn không có quyền quyết định cuộc sống sau này của bạn. Tác giả vốn xuất phát từ hoàn cảnh nghèo khó, phải sống dưới trợ cấp của chính phủ Mỹ. Người mẹ không có việc làm, người bố bỏ đi từ khi còn nhỏ. Cuộc sống khi nhỏ cực kỳ thiếu thốn và đầy rẫy mặc cảm. Đôi khi trong tình huống ngặt nghèo nhất, bạn lại nhận được nhiều tình yêu thương nhất từ những người mà bạn không ngờ tới. Nếu nỗi đau đớn quá sức chịu đựng, hãy nói với người khác, đừng để đến lúc quá muộn. Hãy chấp nhận mọi cơ hội để sống sót. Ranh giới giữa các chuẩn mực đạo đức thường rất mong manh. Vậy nên, khi đánh giá một sự việc, hãy cố nhìn nhận khách quan nhất có thể. Cuộc sống luôn có những tình huống không như mong muốn. Nếu gặp khó khăn không thể tự vượt qua, bạn hãy tìm đến những nhóm tích cực, nơi bạn có thể hòa nhập hay tìm kiếm một vài người hướng dẫn. Nên nhớ, người tốt ở khắp muôn nơi. Hãy học cách nắm lấy sai lầm của mình. Ngoài kia có rất nhiều người tài, nhưng tài năng đơn thuần không có nghĩa là chiến thắng. Nếu bạn muốn chiến thắng, bạn phải chăm chỉ hơn mọi người, hàng ngày và mọi lúc. Hãy chiến đấu, chịu đựng, lặp lại. Hãy học về nghịch cảnh, không phải là giả định trường hợp chúng ta phải đối mặt với nó, mà là cách chúng ta xử lý thế nào khi chúng ta phải đối mặt với nó. Những giai đoạn khó khăn không bao giờ kéo dài, nhưng những con người cứng rắn thì vẫn luôn tồn tại. Dù những người khác không nói rằng bạn có thể làm mọi thứ, nhưng họ cũng không bao giờ có quyền nói bạn không thể làm gì. Bạn có thể làm mọi điều bạn muốn làm, đi tới nơi bạn muốn đi, gặp người mà bạn muốn gặp. Nếu không có ai nói rằng bạn giỏi bất cứ điều gì, hãy làm việc chăm chỉ để trở thành người giỏi nhất, để bạn không còn phải thắc mắc liệu bạn giỏi cái gì nữa. Kiến thức là thứ có thể đưa bạn vượt qua mọi giới hạn của chính mình. Cách để bản thân trở nên khác biệt là luôn học tập chăm chỉ và hiểu biết hơn những người khác. Bởi cuộc sống vốn dĩ đã là một cuộc đấu tranh. Hãy khiêm tốn, đừng bao giờ nghĩ bạn đã biết tất cả. Nếu không có ngày, bạn sẽ tự chuốc họa vào thân. Khi bạn cảm nhận về bản thân theo chiều hướng tích cực hơn, thì bạn sẽ đối xử với người khác tốt hơn. Đổi lại, bạn cũng sẽ được người khác đối xử tử tế hơn. Sự cay đắng, đố kỵ của bản thân luôn bắt nguồn từ sự bất an sâu thẳm trong lòng. Nếu bạn đã có một kế hoạch rõ ràng, hãy dốc hết sức vì nó và đừng bao giờ bỏ cuộc. Để có được công việc bạn yêu thích, bạn không nhất thiết phải có người chống lưng trong ngành. Bạn chỉ cần biết bạn cần làm gì và chấp nhận làm bất kỳ công việc gì để đưa bạn tới vị trí đó. Hãy liên tục cố gắng, sẽ có ngày cơ hội mỉm cười với bạn. Những gì người ta phân phát miễn phí thường không có nhiều giá trị. Hãy biết trân trọng những người ở bên bạn khi bạn chưa có gì cả, vì đơn giản họ chỉ thích bạn và không yêu cầu gì ở bạn. Rượu chè không phải là một phương thức để giải quyết những vấn đề phức tạp của xã hội. Đừng sợ vì bị từ chối nhiều lần, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Hãy dũng cảm nắm lấy những cơ hội mà bạn có. Thành công rồi sẽ đến với bạn. Một bài học vui về tình yêu. Nếu bạn từng gõ cửa nhà người yêu cũ và có một gã khác đang ngồi trên ghế dài bên trong, thì bạn hãy nhanh chóng cuốn gói và đi về. Việc tốt nghiệp đại học như một chính sách bảo hiểm an toàn. Dù bạn có đang cảm thấy việc học đại học đang trở nên nhàm chán hay ngăn cản cuộc sống và công việc của mình, hãy cố gắng hoàn thành nó nếu có thể. Bởi tấm bằng sẽ luôn theo bạn mãi mãi. Nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta có thể đạt được mọi thứ, dù cho nó có lớn lao cỡ nào. Tác giả đã thực sự buộc mình phải hoàn thành mục tiêu. Không phải vì tài năng, mà là bởi tác giả đã làm việc chăm chỉ và không ngơi nghỉ. Đúng thời điểm và không bỏ cuộc chính là hai yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công. Và bạn cần thực hiện hai điều này nghiêm túc nhất có thể. Hãy cố gắng học hỏi không ngừng, dù bạn không đam mê với việc học, nhưng bạn cần kiến thức để đương đầu với mọi thứ trong cuộc sống. Những nghịch cảnh xảy đến với bạn cũng ẩn chứa trong đó những cơ hội tương xứng. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm vượt qua nghịch cảnh và dám đối mặt
để nhìn nhận được điều đáng giá. Hãy trân trọng những người ở bên bạn lúc bạn khó khăn. Xung quanh chúng ta đều có những người gọi là quý nhân. Những người sẽ trao cho bạn cơ hội, hãy trở thành động lực để bạn thay đổi. Khi giao tiếp với mọi người, hãy tập trung vào trọng điểm và lắng nghe. Những gì bạn nghĩ bạn nên nói thì hãy bỏ nó đi. Điều này sẽ khiến câu chuyện trôi đi nhanh hơn và vui vẻ hơn. Sự tín nhiệm lớn nhất, đặc biệt là từ cấp trên của bạn, là người đó cho bạn không gian để phạm lỗi. Họ tin rằng bạn sẽ học hỏi nhiều nhất từ cách phạm sai lầm. Khi cố gắng thực hiện một mục tiêu, đừng quá ích kỷ chỉ nghĩ về bản thân, mà hãy nghĩ đến những người khác nữa. Đừng bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, nếu không bạn sẽ gây ra rắc rối lớn. Đôi khi chỉ một hành động ngu ngốc có thể khiến cuộc đời của bạn thay đổi theo hướng tiêu cực. Vì vậy, hãy suy nghĩ trước khi làm điều gì đó. Vượt qua được một nghịch cảnh sẽ khiến bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi người đều thích những lời xin lỗi. Việc nhận trách nhiệm về những việc xấu mà bạn đã từng làm bằng cách thừa nhận đó là lỗi của bạn được xem là một động thái tốt. Hãy tin tưởng vào bản năng của bạn. Chúng ta chỉ là những người bình thường. Đôi lúc mọi thứ sẽ đi xa khỏi tầm kiểm soát. Cũng giống như khi chơi cùng với những nhạc sĩ tên tuổi sẽ khiến bạn chơi nhạc tốt hơn, hay ở cạnh những người hài hước khiến bạn muốn vui vẻ hơn. Việc ở bên cạnh những người tốt cũng khiến bạn muốn trở nên tốt hơn. Khi bạn của bạn tìm thấy một niềm đam mê, thì đam mê đó cũng sẽ trở nên quan trọng với bạn. Hãy cố gắng mang lại sự tích cực cho cuộc sống này, rồi sự tích cực sẽ đến với cuộc sống của bạn. Khi bạn luôn có người quan tâm bạn bằng cả trái tim ở bên, đừng bao giờ đánh mất sự thành thật đối với người đó. Hãy dành thời gian cho những sở thích cá nhân của mình, dù chỉ để cho vui, nhưng đôi khi nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong cuộc sống. Bạn có thể lên kế hoạch cho mọi thứ, song hiếm khi mọi thứ diễn biến 100% theo kế hoạch của bạn. Cuộc sống không phải là một vở diễn, không ai trong số chúng ta có thể diễn để duy trì cuộc sống của mình. À, tất nhiên là trừ diễn viên. Có những khi bạn dành ít nhất 5 tiếng mỗi ngày ở bên người khác và thong thả nói chuyện về mọi thứ, nhưng cũng sẽ có lúc bạn không thể cứ kè kè bên người khác được. Vậy nên hãy cứ tận hưởng cuộc sống bên những người thân yêu bất cứ khi nào có thể. Bước đầu tiên nền móng cho sự thành công đó là uy tín và đúng thời điểm. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải tự đặt ra kỷ luật cho mình. Bạn phải buộc bản thân mình tuân thủ đúng hết lần này tới lần khác cho đến khi nó ăn sâu vào máu. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến, và việc chiến đấu mỗi ngày cũng là một kiểu chịu đựng, và sau đó bạn phải lặp lại quá trình đó. Nó được gọi là chiến đấu, chịu đựng và lặp lại. Trước khi hành động điều gì, hãy luôn tự hỏi bản thân mình rằng nó có đáng để mạo hiểm không? Nó có đáng để mình lo lắng về những rủi ro tiềm tàng không? Rồi sau đó, hãy so sánh phần thưởng nhận được với hình phạt. Một khi bạn thực lòng yêu ai đó, thì bạn sẽ không thể kiểm soát được điều gì nữa. Nếu bạn đã gặp vấn đề về mặt tâm lý, bạn nên tìm đến sự giúp đỡ của những người có chuyên môn. Cuộc sống luôn có chỗ cho sự phát triển. Nếu bạn đi theo một người tuyệt vời, ví dụ như một huấn luyện viên bóng bầu dục, một giám đốc điều hành, một người dẫn chương trình, bạn sẽ rất khó để thành công. Bất cứ ai đến sau người xuất chúng, dù cho họ có giỏi như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng không thực sự có cơ hội. Đừng so sánh hay cố gắng bắt chước người khác, hãy là chính mình. Người ta sẽ rất khó ghét ai đó nếu anh ta là một người giỏi giang. Hãy cố gắng biến mình thành người giỏi thực sự. Một giải thưởng thật tuyệt, nhưng cuối cùng nó chỉ là một thứ cho bụi phủ mờ. Đừng vì những thứ hào nhoáng mà quên đi những gì thực sự quan trọng với bạn. Hãy tạo cơ hội để người khác lắng nghe và thực sự hiểu bạn. Đừng lo lắng quá về mọi thứ. Nếu không, bạn sẽ là người chấm dứt cơ hội hay mối quan hệ mà bạn đang có. Cho dù mọi thứ có đáng sợ đến mức nào thì vẫn thật nhẹ nhõm khi biết rằng có người đang ngay bên ngoài chờ đợi. Nếu bạn từ bỏ một người thực sự quan tâm đến bạn, bạn đang mắc phải một sai lầm lớn đấy. Chạy đua là điều tất cả chúng ta đều làm, cho dù bạn là tài xế xe tải hay ngôi sao nhạc đồng quê thì cũng vậy. Phải nói cùng một điều hết lần này đến lần khác là điều khó chịu nhất đối với bất kỳ ai, dù là người nổi tiếng hay người bình thường. Tài năng có ở khắp mọi nơi. Nếu bạn không phải là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, bạn sẽ bị hạ gục và loại bỏ. Vì vậy, hãy cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày.
Một cơ hội tốt cũng có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Vì vậy, hãy trân trọng mọi cơ hội trong tầm tay bạn. Vì biết đâu sẽ có những lúc bạn đổi đời nhờ những cơ hội nhỏ bé, suýt chút nữa bạn đã bỏ qua. Lời đã nói ra khó mà thu lại được. Những lời nói thiếu suy nghĩ có thể hủy hoại mối quan hệ mà bạn đang có. Nếu bạn vô tình làm tổn thương ai đó, hãy tìm cách xin lỗi. Bạn cũng nên lưu ý chọn đúng địa điểm và thời gian. Đừng để cái tôi của bạn lấn át bạn trong mọi tình huống. Hãy trở thành một người luôn đúng giờ. Những người đến muộn cho rằng thời gian của họ quan trọng hơn thời gian của những người đang phải đợi chờ. Bây giờ có thể khó khăn, nhưng hãy đấu tranh vượt qua nó, vì đây là thứ tạo nên huyền thoại. Điều tồi tệ nhất không phải là những việc đáng thất vọng mà bạn đã trải qua, mà là khiến những người trao cơ hội cho bạn phải thất vọng. Bất kể khi nào bạn rơi vào trạng thái tâm lý tồi tệ, những cơn ác mộng sẽ tìm đến. Vì thế, hãy cố gắng suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống. Đôi khi, một giấc ngủ ngon là tất cả những gì bạn cần để vượt qua khủng hoảng. Hãy ghi chép lại mọi ý tưởng của bạn, có thể chúng sẽ hữu ích trong tương lai. Thành công thật tuyệt vời, nhưng mọi thứ bạn học hỏi được đều từ trải nghiệm trước con đường đi tới thành công đó. Có nhiều người rời bỏ chúng ta khi chúng ta lâm vào khốn khó. Qua đó, chúng ta cũng có thể xác định được những mối quan hệ nào cần phải loại bỏ. Dù cho sự thối nát của cuộc sống hay tình huống của bạn có tồi tệ đến mức nào, rằng nếu bạn không khuất phục và tiếp tục chiến đấu, bạn sẽ vực dậy được. Khó khăn dạy bạn không chỉ phải luôn khiêm tốn và tiếp tục làm việc chăm chỉ, mà còn phải học cách coi trọng những gì bạn đã đạt được. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để trở nên đồng cảm hơn. Đừng cảm thấy buồn khi thành công chưa đến với bạn. Hãy tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ hơn. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính bạn. Nếu bạn đã từng nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, hãy cố gắng giúp đỡ những người khác khi có thể. Hãy suy nghĩ về những cái lợi của sự cho đi. Cách tốt nhất để giúp đỡ một ai đó là kết nối với người đấy. Cho dù là những người thành công trong cuộc sống, họ cũng chỉ giống như bất kỳ ai khác, có một khoảng thời gian khó khăn đi cùng với những nỗi thất vọng của cuộc đời. Nếu bạn đánh mất niềm tin ở người khác, bạn sẽ rất khó để có thể kết nối với mọi người. Vậy nên hãy tin tưởng nhiều hơn. Hãy trân trọng thời gian khi bạn thuộc về một ai đó hay một nơi nào đó. Để lạc quan hơn hay sống tốt hơn, hãy bao quanh mình những người tích cực. Khi nghe thấy một tin tốt hoặc một điều gì đó tuyệt vời, bạn nên dành ra 30 giây để bản thân cảm thấy hạnh phúc. Để ra 30 giây và khiến nửa phút đó trở thành khoảnh khắc sống cho thực tại. Ban đầu nó có vẻ kỳ quái và gượng ép, nhưng sau đó một thời gian nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, và bạn sẽ thấy ngày càng nhiều khoảnh khắc tận hưởng. Mỗi ngày đều là cơ hội để có thể tận hưởng một ngày tốt đẹp mới. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc mà bạn đang có.